Bạn mới lấy bằng lái và đang mơ về sự nghiệp làm tay đua NASCAR. Hãy bắt đầu với những mẹo đi xe này để cuộc đời lái xe của bạn trở nên dễ chịu và thoải mái hơn nha. Dù bạn có học nhiều thế nào ở trường lái thì đậu xe vẫn là ác mộng. Wow, vẫn còn nhiều chỗ quá nè. Quan trọng là đừng làm lố và va chạm vào xe khác. Đến lúc đối mặt với nỗi sợ của bạn rồi. Và những chú gà nhựa này sẽ giúp bạn đó. Lấy vài chú gà chiết chiết, cột dây chúng lại thành một dây. Cột dây gà vào phần hãm xung trước. Chúng sẽ hoạt động tốt hơn bất kỳ hệ thống tự động nào. Hello, hello, không khoảng cách nguy hiểm rồi đó. Dừng lại. Ok, ok, có gì to tát đâu. Khi ta chui vào xe và không để ý nữa, thế là những thứ linh tinh sẽ bắt đầu rơi ra. Có phải chìa khóa, điện thoại và các vật giá trị khác cứ liên tục bị rơi trong xe bạn không? Để tránh việc tìm kiếm chúng hàng giờ, hãy dùng vài ống cách nhiệt và đặt vào những khoảng trống nguy hiểm. Vậy là không còn phải bới tung phía dưới ghế ngồi nữa. Thật thông minh! Kính chắn gió cần phải sạch. Điều đó là không phải bàn cãi rồi. Ta cần dung môi và nến. Lấy nến ra khỏi khay và bào nhuyễn. Đổ dung môi vào vụn sáp. Trộn đều lên. Hãy làm một thí nghiệm nha. Dùng băng keo chia kính chắn gió làm hai phần. Dùng bông rửa chén. Bôi dung dịch nến lên trên kính. Bôi một nửa bên kính thôi. Giờ bạn hãy đổ một xô nước bẩn lên kính. Sao nào? Hãy nhìn phần kính được bôi dung dịch xem. Nó rất có hiệu quả luôn. Sáp đã tạo một màng chống bám nước và làm nước rơi khỏi kính. Vậy là bạn không cần lo trời mưa nữa rồi. Cho một người bạn cùng con nhỏ đi cùng, được chứ? Nhưng cùng với đó là hệ quả không dễ chịu, đứa trẻ không thể ngồi yên. Và làm bẩn ghế trước bằng đôi giày của bé. Đừng lo, mình sẽ chùi cho. Đừng, không sao đâu, mình có ý hay hơn này. Để khỏi phải lau chùi không cần thiết, bạn hãy dùng một túi ni lông. Chỉ một cái túi bình thường thôi. Gỡ phần tựa đầu của ghế và trồng bao vào thay cho bọc ghế, rồi gắn gối tựa đầu lại. Vậy là vừa lòng em bé và ghế của bạn không bị bẩn. Phiền bạn cho mình bỏ điện thoại lên nha. Không được sạch lắm ha. Mớ bụi bẩn này từ đâu vậy? Đậy xe luôn. Đừng lo, mình có sản phẩm lau chùi này hiệu quả lắm. Không phải cái này. Không phải. Không phải luôn. Đây rồi. Slam. Ngắt một miếng slam ra. Dính nó vào những chỗ bẩn. Miếng slam sẽ lấy đi bụi bẩn. Có thể chui đến những chỗ khó đưa tay vào và không dính rít gì cả. Công hiệu y như máy hút bụi mini vậy. Xịn hơn bất cứ dịch vụ làm sạch khô đắt tiền nào. Vậy slam có giúp mình lau nhà luôn không ta? Đèn pha bẩn là sẽ bị phạt. Có dịch vụ lau chùi đặc biệt nào ở quanh đây không nhỉ? Có một cái rất gần bạn luôn, trong chính mũi căn nhà đấy. Hãy nặng kem đánh răng thông thường lên đèn và dùng bàn chải cũ chà nó. Lau lại bằng vải sợi nhỏ. Tha hồ sáng nha. Trời lạnh quá. Tài xế riêng của tôi đây rồi. Đợi lâu chắc mệt rồi phải không? Nhanh nào, lên xe thôi. Có mùi gì lạ lạ vậy? Cậu cũng ngửi thấy phải không? Lúc nào mình cũng có tinh dầu để hờ hết. Nhỏ một giọt dầu lên kẹp quần áo gỗ. Kẹp nó vào khe thông gió. Bật máy điều hòa lên. Đỡ hơn chưa? Đúng là đỡ hơn nhiều rồi. Nghe mùi thơm hơn nhiều. Hút bụi bên trong xe chắc chắn phải làm rồi. Sao nhiều thứ linh tinh quá vậy? Mình phải dọn sạch trước đã. Không cần phải vậy đâu.
Với mẹo này ta cần vài cái ống hút. Dùng thun cột chúng lại như thế này và gắn chúng vào ống hút bụi. Ống hút sẽ giúp loại những món đồ lớn hơn khỏi vụn rác. Và bạn còn có thể dễ dàng hút những khe hẹp nữa. Và thậm chí không cần phải nhặt đồng lẻ lên. Thật dễ dàng mà lại hiệu quả. Đậu xe hay lắm. Bạn định để xe không ai trông luôn à? Khu này không an toàn lắm đâu. Có ý này, lấy một chiếc áo khoác, cho lên ghế lái. Giờ bạn cần một hình mặt người và một bong bóng. Cho bóng có dáng mặt người vào nón áo khoác. Một găng tay trên bánh lái nữa. Một bù nhìn chống trộm xe đã sẵn sàng rồi. Trông cũng thật lắm chứ bộ. Chỉ cần là tên trộm không hài lòng cô gái và bắt đầu nài xin số điện thoại thôi. Cách tốt nhất để làm một tài xế vui lên là mua cho cô ấy cốc cà phê nóng buổi sáng. Này, sau khi đựng ly toàn rác thế này, chúng ta sẽ chia sẻ bí quyết làm sạch dễ dàng nha. Lấy một chiếc cốc và một chiếc vớ, trồng vớ vào đáy cốc và lau khay đựng cốc. Bạn thấy không? Không còn vết bẩn nào cả. Wow, bạn lau chùi là nhất luôn. Nên bạn xứng đáng với chiếc ghế lái nha. Ok, để mình bỏ cái túi này vào cốp là mình đi được rồi. Xong. Ồ không, cửa xe khóa rồi. Chìa khóa lại cắm ở trong mất rồi. Bạn nên làm gì đây? Bạn cần phải nghĩ cách thôi. May quá, cốp xe chưa đóng. Gập ghế sau lại và chui vào qua lối cốp xe. Với lấy chìa khóa. Tốt lắm, mở khóa xe được rồi. May là ổn hết. Nhưng tốt hơn hết là từ giờ trở đi bạn nên cẩn thận hơn. Mẹ, mình tới chưa mẹ? Mẹ à, con chán quá à. Một đứa trẻ ngồi trên xe mà chán thì thật nguy hiểm. Để tránh tình huống này, bạn hãy suy nghĩ trước những hoạt động khi đi xe. Bạn sẽ cần một ống đựng Pringle và một miếng hút cao su. Khoét lỗ trên ống, gắn miếng hút cao su vào. Làm thêm một ống tương tự. Cho chì màu và bút lông vào. Đính chúng lên kính xe. Và một bảng giấy vẽ sẽ dễ dàng cho vào ngăn đựng đồ trên xe. Cuối cùng đứa bé cũng có việc để làm rồi. Hoạt động sáng tạo luôn là ý tưởng hay. Cậu bé cực kỳ tập trung luôn và không có tiếng ồn ào nào từ ghế sau cả. Nhưng sự yên lặng không kéo dài mãi được. Và nếu bạn phải đi xa, một chiếc điện thoại sẽ là cứu tinh đấy. Tháo ốp lưng và cho nó vào phía dưới vải bọc phần gối đầu. Gắn điện thoại vào. Nó được cố định chuẩn luôn. Xem kìa, có video mới trên kênh yêu thích của con kìa. Nhiều ý tưởng hữu ích và thú vị quá. Con không thể ngừng xem luôn. Cậu bé mê mẩn rồi, không còn quẩy khóc gì nữa. Đất bẩn đóng mấy đời trên ốp mâm rồi. Những con đường thật không nâng niu chúng chút nào. Và chúng ta lại hết bột giặt rồi. Nhưng ta có một chai Coca-Cola. Gắn vòi xịt vào chai. Xịt lên bánh xe. Nó chỉ là nước ngọt thông thường thôi. Nhưng tẩy vết bẩn không thua bột giặt gì đâu. Bạn chỉ việc lau sạch những giọt nước ngọt khỏi ốp mâm thôi. Sạch bóng như gương luôn. Đẹp quá. Cảm ơn đã chở mình. Gặp bạn sau nha. Bye bye. Dừng lại. Mình nghĩ cậu bỏ quên một thứ gì đó. Tóc không là tóc. Ôi, làm sao mình dọn sạch được đây? Cái chùi của sổ thì sao ta? Dọn tốt luôn. Lấy hết tóc là xe lại sạch như mới ngay. Bạn để đồ cá nhân lại trên xe. Không nên đâu. Nhưng nếu bạn thật sự muốn vậy, bạn có thể thử. Nhưng đầu tiên chúng cần được an toàn. Gài túi sách của bạn vào dây an toàn và đi làm việc của bạn. Ô, ngớ ngẩn thật. Cô ta để túi hớ hên quá. Để tôi dạy cho cô ta một bài học.
Mình chỉ cần mở khóa xe thôi. Mình không lấy nó ra được, nó bị vướng rồi hả? Thôi bỏ đi, mình không muốn bị bắt đâu. Lần này cô may đó nha, cô nàng cáo. Nhưng bạn không nên để đồ giá trị mà không ai trông nha. Bạn có thích những mẹo đi xe vừa rồi không? Bạn thấy mẹo nào là hữu ích nhất? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận nha. Và hãy thích video này, đăng ký kênh, nhấn hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ ý tưởng thú vị nào từ Drone Drone Select.